Hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa được xuất bản vào tháng 2 năm 2020, được in thành những quyển sách nhỏ đầy giá trị, đó là Pháp an dân trị quốc. Toàn văn bản của Hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa gồm 81 trang, chính yếu dựa trên bản hiến ước lâm thời do Tổng thống Đào Minh Quân lúc còn trọng nhiệm là Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đã soạn thảo và ký ban hành vào ngày 6 tháng 6 năm 2009, sau đó được Quốc hội khóa 1 thông qua ngày 15 tháng 2 năm 2020 và Tổng thống đã ký ban hành vào ngày 16 tháng 2 năm 2020. Hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa gồm 5 phần. Phần thứ nhất, lịch sử hình thành Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Phần thứ hai, đề cương. Phần thứ ba, cơ chế. Phần thứ tư, phụ khoản. Phần thứ năm, ban hành. Trong hiến pháp có gì? Trong hiến pháp có đầy đủ quyền lợi của một công dân đệ tam khi Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời về nước. Hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa được bình chọn và đánh giá rất cao về những lợi ích thiết thực của công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Đào Minh Quân. Làm sao để có hiến pháp này? Hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa được cấp phát miễn phí cho đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước mà không thu bất kỳ chi phí nào. Những ai có nhu cầu xin vui lòng liên lạc Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, Trung tướng Huệ Lâm hoặc Truyền thông Công lý. Chúng tôi sẽ cấp phát miễn phí cho quý vị. Ngoài ra, Hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa còn được phổ biến trực tiếp, công khai và rộng rãi qua các kênh truyền thông chính thống của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời như Truyền thông Công lý, Bộ Thông tin, Cục Dân vận, Hội Phụ nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn cầu, Social Networks, Facebook Đào Minh Quân, website chinhphuquocgia.com hoặc Việt Nam Cộng Hòa 3, viết tắt .com. Trân trọng cảm ơn quý vị đã cùng chia sẻ Hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đầy nhân bản này. Anh hùng cứu quốc, Việt Nam muôn năm sống mãi muôn đời.